Shut the fuck up. When I say, để tao xem lần này thằng ngu là ai đây. Mà mày ngu hay là thiếu năng mà lại không hiểu. Chắc chắn là cái thằng này đang có vấn đề độc hiểu. Tao đã nói rõ là chửi nó vì rap ngu. Rap đã bao năm mà vẫn không chịu chăm chút. Content nó rap ra sao tao cũng mặc kệ. Nhưng mà rap lâu vẫn ngu thì tốt nhất nên bấm nút. Như vậy là sao? Là việc nó kiếm tiền từ rap nhưng không chịu đầu tư thì là đúng hả? Mày biết rõ việc nó kiếm được rất nhiều tiền trong khi bài nào nó cũng rap giống như đang trúng bả. Tao không hề bảo rap content là sai trái. Tao chỉ diss nó vì đơn giản nó rap ngu. Rap đã 7 năm hơn cả trăm bài mà việc đầu tư chất xám vào bài nhạc thì nó khó lắm ư. Rap về mày thì chỉ cần trong 5 phút. Đấu thế này thì đúng là không cân sức. Tao diss nó vì nó không đầu tư. Còn mày thì đi bên việc nó không chăm chút hả? Tao không hề chối việc tao học theo B-Ray. Nhưng mà bao que thì ý mày là gì đây? Bỏ tao bao que thì rõ là đúng điên. Mời mày nghe thử bài phân biệt vùng miền. Nếu tao bao que thì đã không diss dưa leo. Sao cứ gắn mát nhạc miền Nam là phản động? Nhạc mày đang rap cũng là truyền từ giặc Mỹ. Chẳng lẽ rap là phản động? Đúng là ngu còn sảng rộng. Bỏ tao chỉ diss những người không biết rap ư? Chả hiểu tại sao mấy thằng này nói sẵn là hay. Nhưng mà trong số những thằng không biết rap đó thì tao chắc chắn là nó đã bao gồm luôn cả mày. Khi flow tao cuốn thì nó trôi đi xa. Còn mày thì cứ việc trôi đi nha. Bỏ tao phản động thì đúng là ngáo quá. Nghe xong tao chả biết phải nói gì cả. Đúng là kỳ lạ. Nghe mày càng rap càng xăm luôn làm cho tao phải rửa tay. Khi mà lyric của mày nó chỉ trích lỗ hổng thì làm sao mà mày có cửa đây? Chẳng phải lần đầu tao biết với ai đó. Đã là rapper thì việc gì ngại nó. Muốn đấu với tao việc này nó lại khó. Và người trong xác mày chính là thằng đại đó. Verse mày yếu nên đừng có tỏ vẻ. Bẻ trong một câu đừng trách tại sao đắng. Bảo tao đại diện ngọc Ben cũng phải thôi. Vì đơn giản là trong trận này tao thắng.